có nên dùng máy bay trực thăng cảm ứng loại rẻ? Phải thử mới biết được. Như đây, thấy cũng hay đấy, đặt về thử luôn. Trợ lý Pit sẽ giúp mình mở chiếc hộp này. Ok, cảm ơn Pit nha. À, con kiến. Nó có hai loại, một là hình quả cầu như thế này, hai là máy bay trực thăng. Trực thăng thì có thêm một cái điều khiển cầm tay. Mình sẽ thử cả hai loại cho các bạn xem. Về kết cấu cánh quạt thì hai thằng khá là giống nhau. Với cái trực thăng thì phải mua thêm đôi pin lắp vào điều khiển. Điều khiển của nó chỉ có hai nút bấm, một nút là bấm cho nó bay lên, còn nút bấm còn lại là để hạ độ cao của trực thăng. Quả cầu này thì không có điều khiển, bật công tắc lên là đèn tự sáng, lắc nhẹ là cánh quạt tự quay. Bên trong nó có một cái cảm biến, đưa tay ra hoặc là có cái vật gì ở bên dưới quả cầu ấy là nó sẽ tự bay lên. Cả hai con nó đều có chung một nhược điểm, đó là mình không thể điều khiển được hướng bay của nó, trừ 1.5 điểm. Nhất là các bạn phải chú ý cái quả cầu này này, có những lúc nó bay mất kiểm soát luôn. Nếu may mắn thì có thể nhặt lại được, còn nếu nó bay xa quá thì rất dễ mất. Và đáng tiếc là trong một lần thử mình đã để cho nó bay đi mất. Thế là chỉ còn lại mỗi cái trực thăng để chơi. Con này thì bay thấp hơn và dễ điều khiển hơn cái quả cầu kia. Tuy nhiên là cũng nhanh hết pin, chơi 10 phút là phải nghỉ 5 phút để sạc, trừ 1.5 điểm. Tổng kết lại, với mình là 7/10, còn các bạn thì sao?